Xin chào các bạn đang theo dõi kênh của mình trên YouTube. Thì ngày mai mình sẽ có cái chương trình nhỏ nhân cái ngày mà 2 tháng 9 thì lễ anh em đi chơi nhiều. Thì thứ nhất là mình giới thiệu về nhớt cũng như là những cái sản phẩm mà chăm sóc xe. Thì ngày mai tức là ngày thứ tư ngày 30 tháng 8. Ngày 30 tháng 8 mình sẽ làm cái chương trình nhỏ. Thì nó cũng khá là ok. Thì khi mà anh em mà mua 4 chai nhất phúc 5W40 để xài cho khá là nhiều dòng xe, từ xe nhỏ tới xe lớn, thì anh em sẽ được mình tặng cho một chai M60 rửa sơn. Thì chai này giá của nó là 190 ngàn. Đồng thời anh em mà mua từ hai chai nhớt á, hai chai phúc Sicolin, thì mình sẽ giảm giá cái chai M60 này còn 100 ngàn một chai. Thì ngày mai chương trình của mình ngày mai là chỉ có khoảng 20 tới 30 chai nhớt thôi. Còn là những cái chai trước mặt các bạn là ở nhà mình đã có khách đặt hết rồi. Thì đồng thời ngày mai mình sẽ có E59 đây. Thì giá của nó là 355 ngàn. Thì ngày mai anh em tới cái chỗ mà mình bán hàng ở thành phố á, thì mình sẽ giảm giá cho anh em. Rồi địa chỉ mà ngày mai mình bán hàng ở thành phố là số 4 40 đường Trấn Hưng, quận 3, quán cà phê Gia Hân. Mình xin nói lại là số 40 đường Trấn Hưng, quận 3, quán cà phê Gia Hân. Thì gần ở công viên Lê Thị Riêng đó các bạn. Thì bạn có thể search Google nha. Google Map thì nó sẽ ra thôi. Thì ngoài ra ngày mai mình sẽ có những cái sản phẩm như là Watt 3 với lại cái chai xịt mà xịt bóng, anh em có coi clip thì chắc là biết chai xịt bóng mà đã, chai xịt Sonat mà để đánh bóng đó. Còn qua Watt 3 là để xóa vết xước, thì hiện tại nhà mình không còn chai nào hết. Sẵn ngày mai đi lấy hàng thì anh em mà mua hết luôn thì chắc là từ giờ tới 2 tháng 9 là cũng không có hàng nữa đâu. Mình chỉ lấy đủ giao cho các bạn mà đã đặt ở trong ngày mấy 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 ngày vừa rồi đó thôi. Thì ngày mai mình sẽ lấy dư ra khoảng 1-2 thùng để bán cho anh em không sử dụng. Thì chương trình hấp dẫn thì ngày mai thì cái nào nó cũng sẽ không quà thì cũng giảm giá. Thì đồng thời là hai chai Sonat nước rửa xe đó thì sẽ được tặng một cây trà sen. Thì mình có khoảng 10 cây thôi. Thì khi nào mà hết tặng hết, các bạn mua mà hết tặng rồi thì hết quà tặng rồi thì thôi, rồi mình sẽ giảm giá của Sonat xuống. Cũng giống như là chương trình cho anh em vui vẻ rồi mua hàng thôi. Có sử dụng dịp 2 tháng 9 này đi chơi về thì có xài. Rửa xe rồi luôn, đi là mùa này mưa gió là rất là dơ. Đây là bao tay mà 50 ngàn một cái. Bao tay vải mình dùng để rửa xe nè. Thì anh em mua từ 3 chai Sonat thì mình sẽ tặng là một cái bao tay. Rồi ngày mai mình đem kha khá xíu rồi anh em mà có mua thì tặng, như nào hết sản phẩm tặng rồi thì sẽ giảm giá xuống. Ví dụ như một chai Sonat rửa xe 545 ngàn thì mình sẽ tính là 140 hoặc là 135. Ví dụ vậy thì cho anh em mà mua về sử dụng thôi. Thì tại sao là có giá 140, có giá 135? Thì ví dụ anh em mua từ 4 chai chẳng hạn mà không có quà khuyến mãi thì sẽ giảm giá xuống 10 ngàn, và coi như cái đó là quà khuyến mãi cho anh em có sử dụng. Ngày mai thì mình sẽ có nước rửa xe nè, có nhớt khoảng 20 bình. Thì nhớt này thì tới khi nào mà anh em mua hết rồi thì hết chương trình khuyến mãi thôi. Thì mình sẽ làm cái chương trình mà để bán sản phẩm này trên online. Thì khi mà mình bán sản phẩm cho online thì các bạn mà ở xa sẽ được hưởng những cái chương trình như là mua từ 2 bình nhớt sẽ có quà, rồi ví dụ mua 4 bình thì sẽ được tặng một chai M60. Ví dụ như ngày mai mà cái chương trình mình mà không có tặng hết M60, có 10 chai thôi, mình có 10 chai M60 để tặng và khuyến mãi thôi. Thì ví dụ như ngày mai không hết á, thì mình sẽ áp dụng chương trình này cho các bạn mà ở tỉnh xa. Còn nếu mà ngày mai hết á, thì qua 2 tháng 9 mình sẽ làm chương trình riêng cho các bạn ở tỉnh xa có mua để sử dụng. Thì đồng thời là tặng quà cho anh em. Thì những cái bạn mà mua rồi đó thì
khi mà mình mua sản phẩm tiếp á, thì mình sẽ có những cái ưu đãi nhất định cũng như là quà tặng. Thì ngày mai mình sẽ có 10 cây trà sen nè để tặng cho bạn nào mà mua 2 chai Sonat đó. Còn ví dụ bạn nào không thích trà sen thì mình có thể là tặng một cái bao tay, thì 2 chai mình tặng một bao tay hoặc là 2 chai mình tặng một cây trà sen, tùy vào ý các bạn thích cái nào mình lấy cái đó. Khi nào mà hết sản phẩm khuyến mãi luôn thì thôi chương trình ngừng lại. Ở đây trà sen của mình thì còn nhiều, nhưng mà khi mà mình đi xa, mình đi thành phố mình lấy hàng chứ mình chỉ mang đúng 10 cây thôi, chứ em 10 cái bao tay để bán hoặc là tặng quà thôi. Đó. Thì nói sơ về cái sản phẩm M60 này. M60 là mình để rửa hắn đĩa cũng như là rửa sên đồ rất ok. Cách sử dụng thì mình đã có hướng dẫn trong những cái clip mà trên YouTube, cho nên là clip này mình không có hướng dẫn các bạn xài nha. Thì M60 này nếu mà mình biết xài nó ok, còn nếu mà bạn nào không biết xài thì chỉ có xịt trong 1 2 lần là hết hết liền. Quách 3 thì để xóa vết xước đánh bóng, tuy nhiên thì cái Quách 3 này đánh bóng lên nó không có bằng cái thằng mà chơi Sonat mà dạng nước đi xịt để lấy xịt đánh bóng á, thì nó không bằng. Thời gian đánh bóng của thằng đó nó nhanh, nó rất là nhanh. Các bạn chỉ cần xịt vô và đánh chỉ trong vòng khoảng 5 đến 10 giây là nó đã bóng rồi. Còn cái chai Quách 3 này chúng ta phải đánh nó hơn, nó phải kỹ và theo một cái đường thẳng lên xuống thì nó mới xóa được vết xước. Chủ yếu thằng này là xóa vết xước thôi, còn đánh bóng thì lại không bằng thằng kia. Thì chai này là 230, chai kia là 190 ngàn. M60 nếu mà mình mua là giá là 189 cho nó 190. Trà sen là 60 ngàn cây, còn Phúc Xicolin là 389 ngàn. Nếu mà các bạn nào mà mua một bình á thì không có quà khuyến mãi thì cũng giảm giá. Ví dụ như 389 thì mình sẽ tính là 380 hả, hỗ trợ cho các bạn về giá. Thì nó khá là rẻ, rẻ hơn rất là nhiều so với những cái shop khác nó bán nha. Những cái đại lý bán nhớt khác nó vẫn bán giá rất là cao. Thì ngày mai còn đúng 20 thùng thôi, thì các bạn biết là mình cũng muốn nói luôn là cái đại lý mà nhập nhớt bên mình nhập thì người ta có báo hết rồi. Thì trên thị trường thì cũng không còn lại là bao nhớt Phúc Xicolin này nữa đâu. Thì các bạn nên tranh thủ mua để sử dụng, tại vì một lô hàng của nó về là bán hết rất là lẹ. Cho nên là về sau này thì chắc là nửa tháng hoặc là 1 tháng gì đó thì nhớ Phúc Xicolin chắc sẽ không còn đủ để giao cho các bạn đâu. Chai E59 này thì nó khá là ok, các bạn nào xài thì ngày mai tranh thủ qua luôn thì mình sẽ giảm giá. Chai này 355 thì cũng giống như là Sonat thì có thể giảm từ 10 tới 5 5 ngàn tới 10 ngàn. Còn nếu mà mình mua combo á 3 chai M60, E59 chỉ là Nhất Phúc thì mình sẽ có cái giá hấp dẫn, mà ví dụ như tùy theo tâm trạng thì sẽ tính giá khuyến mãi cho các bạn. Còn nếu mà không thích thì mình sẽ tặng cho bạn thêm, ví dụ như là bao tay hay gì đó. Thì nói chung là tùy tâm trạng thôi, thích gì tặng đó. Có nhiều khi thì tặng khăn ba em đồ. Khăn ba em mà cái loại khăn vàng đó các bạn có thể nhìn thấy từ kia nè, đó. Còn cái khăn mà ba em màu xám thì nó là 75 ngàn, còn khăn vàng là 50 ngàn. Thì ngày mai mình sẽ có 10 khăn vàng đó. Thì khăn đó thì là nó thấm hút nước cũng ok, nhưng mà dùng để đánh bóng thì nó không bằng cái thằng khăn ba em màu xám phía xa kia. Thì nước rửa xe Sonat của mình thì nó rất ok rồi, nhiều bạn đã test rồi cho nên là mình không cần phải quảng cáo quá nhiều. Các bạn cứ cần mua về và sử dụng thôi. Còn ví dụ như trong quá trình sử dụng mà các bạn mà có cái gì mà thắc mắc thì có thể là inbox hỏi mình. Thì tất nhiên là nước rửa xe thì chứ không phải là nước thần thánh gì mà rửa từ xe cũ thành xe mới. Nó sẽ giúp cho xe mình bóng hơn, trôi nước nhanh, cũng như là cái mình rửa xe nó không có bị bạc màu cái xe mình. Đồng thời là nó sẽ bảo vệ cái lớp sơn của mình, với lại cái ánh nắng mặt trời á, nó chiếu vô thì nó sẽ đỡ cái vấn đề mà bạc màu của cái màu sơn xe. Nó sẽ giúp cho cái xe của mình nó sạch sẽ hơn, nó dễ xài hơn, là nước xà bông rất là nhiều. Nhớt Phúc Xicolin này thì nó rất là tuyệt vời. Mình đã test rất là nhiều dòng nhớt từ Eni, Top One, Moton, Liqui, XM. Thì mình đã xài qua nhiều loại rồi và mình cảm thấy là nhớt Phúc Xicolin này thật sự là rất ok. Thì các bạn mua sử dụng nhớt Phúc Xicolin này cho dòng xe nhỏ, xe lớn gì mà cái góc nhớt nó là 40 là ok. Còn 5W kép thì chúng ta không cần quan tâm vấn đề nó. Mình chỉ bán loại 5W40 này thôi, là tại vì á,
và nó sử dụng được cho nhiều dòng xe, cũng như là cái cấp nhất này nó khá là ổn định và nó tốt hơn là so với là 10W40. Thì cái thời gian mà nhớt mà bơm lên cái buổi sáng mà mình khởi động xe đó thì nhớt được bơm lên nhanh hơn so với cái góc nhớt là 10W40. Cái lưu lượng dòng nhớt chạy của nó khá ok. À, nhớt này thì nó xài nó nóng máy. Và nói chung mình đi đường kẹt xe thì mình cảm thấy là rất là nóng. À, chả có nhớt nào mà nó không nóng hết các bạn. Là tùy vào cái độ nóng thì mình có thể cảm nhận được hay không thôi. À, tuy nhiên cái hàng nhớt này á, mình xài 1.500 cây thì nó vẫn còn ngon, rất là chất lượng. À, nó không có bị xuống máy, đuối máy hay là nó cái nhớt nó bị lỏng ra quá nhiều. Thì mình chạy tốc độ cao cũng như đi tour thì mình xài cái loại nhớt này rất ok, mình không cảm thấy là nhớt nó lỏng ra. Thì nhớt nó lỏng ra nó sẽ làm cho máy móc mình kêu cũng như là xào máy rất là khó chịu. Thì cái hàng nhớt này nó không có cái vấn đề đó. À, nhớt này thì tem 2-3 lớp, cho nên là anh em mà không có sợ là đồ giả gì nha. Đây. Đó, tem mà mình có thể mở ra. Đó, rất là ok. À, chạy nhớt thì có chuẩn MA2. Đây, thông số của nó là ABI, SG, SH, SG và SL, Chasso MA2. Thì đây là những cái chuẩn nhất mà khi nó ghi vậy là mỗi một cái chuẩn là ví dụ như là từ 2.000 cây tới 3.000 cây hay hoặc là 4-5.000 gì đó, thì cái nhất này nó đã đạt tiêu chuẩn là từ khoảng 3 tới 4.000 cây. Tuy nhiên điều kiện đường xá mình thì tầm khoảng 22 tới 3.000 cây mình thay là ok rồi. Thì giá của nó thì cũng không có mắc là bao, 389.000 thôi. À, tuy nhiên là các bạn mua ngày mai á, các bạn mua ở cái 40 đường Trấn Hưng, quán cà phê là Gia Hân, thì mình sẽ bớt giá của sản phẩm là còn 380. Đối với những cái bạn mà mua một chai thì sẽ bớt giá. Còn bạn mua ví dụ như là nhiều món, nhiều combo thì cứ là một món là bớt bao nhiêu đó. Ví dụ các bạn không có lấy quà tặng hay gì đó thì mình sẽ bớt ra. Còn ví dụ như bạn mà mua đủ hết, vừa Sonax, vừa xe M60, nhớt E59, Watt 3 hay chai xịt gì đó, nguyên một cái combo lớn đó, thì sẽ tặng cho các bạn là khăn ba em, tặng khăn ba em, bao tay rửa xe. Đó là hai món đó là bạn thấy là gần cái trăm mấy rồi. Thì đó là cũng là cái ưu đãi cho các bạn. Hoặc là các bạn có thể là lựa chọn là mình sẽ bớt giá của từng sản phẩm. Thì rất ok, mình cũng chấp nhận điều đó. Thì tại vì cái chương trình khuyến mãi á, chung á là 4 bình sẽ tặng một chai M60, 2 bình thì sẽ giảm giá M60 còn là 100.000 một chai. Còn ngoài ra thì mình bán là tình cảm anh em, thì cứ mua một chai hoặc là anh em mua một combo lớn như vậy thì mình sẽ bớt giá sản phẩm hoặc là mình tặng cái gì đó, khăn hay là bao tay rửa xe rồi, cái đó là vui vẻ giữa mình với các bạn. Thì đó là chúng ta không cần phải tính toán cái vấn đề mà tiền bạc nữa. Còn cái chương trình mà của mình, riêng cái chương trình của mình đưa ra là cứ 4 chai là tặng một chai M60. Thì cứ bạn nào mà vô mua 4 chai nhớt thì sẽ tặng chai M60 thôi, đơn giản vậy. Thì đây các bạn thấy là còn có một ít hàng thôi, và ở nhà mình bây giờ nó cũng hết rồi. Và để lấy thêm, ngày mai lấy thêm mà để giao cho những nhiều bạn ở tỉnh, thì mình đã làm thêm một cái chương trình nhỏ của ngày 2 tháng 9, giúp cho các bạn có đồ chăm sóc xe khi mà mình đi tour về, hoặc là mình đi thì mình cũng có, hoặc là mình thay nhớt để cho xe nó bốc nó bền hơn, để chạy đường xa nó sẽ ok hơn. Thì mình có cái chai mà xịt đánh bóng nữa, thì trong cái clip test chai xịt đánh bóng nón thì mình đã có làm cho các bạn coi rồi đó. Thì cái chai đó là 190.000, chai Sonat mà đánh bóng á, dạng xịt. Thì chúng ta có thể là mang theo để mà lau vệ sinh nón bảo hiểm, cũng như là mình lau sơ vệ sinh cái xe của mình. Thì mình đem theo cái số lượng nhiều hay ít là do mình tự quyết định. Thì các bạn có thể là lau khô chiếc xe mà không cần phải rửa sạch hay là lau khô rồi mình mới mới đánh. Chúng ta đánh trực tiếp lên trên cái bề mặt dơ luôn. Ok. Nó không có làm trầy xước cái xe mình ha. Và nó cũng giúp cho xe mình nó bóng hơn nữa. Thì chúc các bạn là một buổi tối là vui vẻ. Thì ngày mai là mong các bạn mà có coi clip thì tới cái số địa chỉ mình là 40 đường Trấn Hưng,
quán cà phê Gia Hân để ủng hộ những cái sản phẩm của mình. Cảm ơn các bạn xem video clip của mình nha. Thì chương trình này sẽ diễn ra ở Sài Gòn các bạn, quận 3. Thì hết ngày mai là mình bán tại cái quán cà phê đó là của một anh cũng quen. Và tuy nhiên hết ngày mai thì chương trình khuyến mãi của mình thì sẽ kết thúc vào cái trưa ngày mai, từ 9 giờ cho tới 12 giờ là chương trình kết thúc chương trình. Còn anh em mà mua nhớt của mình thì mình ship á, thì mình sẽ tùy theo cái mặt hàng, tùy theo cái số lượng mà anh em mua thì mình sẽ có những cái giảm giá hoặc là những cái mà tặng quà riêng. Còn qua 2 tháng 9 thì mình sẽ làm cái chương trình nó cũng tương tự như là chương trình của trước trước lễ cho những anh em ở Sài Gòn. Đó là tặng M60. Hoặc là tặng những cái món quà như là cây trà sen hoặc là bao tay rửa xe. Cảm ơn mọi người đã theo dõi clip mình nha. Nhớ ngày mai là khoảng 8 đến 9 giờ cho tới 12 giờ. Các bạn nào ở Sài Gòn ra ủng hộ mình nhé. Những sản phẩm rất là tuyệt vời.